Cảm ơn quý vị khán thính giả giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Á Châu. Tàu chiến Mỹ tuần tra tự do hàng hải gần Trường Sa. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết khu trục hạm USS Milius ngày 10 tháng 4 thực thi quyền tự do đi lại ở Biển Đông và di chuyển vào vùng biển 12 hải lý quanh đá Vành Khăn. Đá Vành Khăn là một trong 7 thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng và thực hiện các hoạt động bồi đắp, xây dựng, quân sự hóa phi pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phản ứng của thế giới. Sau khi thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải, tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực và tiếp tục làm nhiệm vụ trên Biển Đông. Hoạt động cải tạo và xây dựng công trình không thay đổi được bản chất đá Vành Khăn, đó là thực thể chìm dưới nước khi thủy triều lên và khu vực xung quanh không được coi là lãnh hải. Hoạt động bình thường của tàu Milius trong vùng biển 12 hải lý quanh đá Vành Khăn cho thấy phương tiện Mỹ có thể thực thi quyền tự do đi lại hợp pháp tại khu vực này, thông cáo của hạm đội 7 có đoạn. Mỹ thường xuyên điều động tàu chiến thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Hải quân Mỹ phản đối Trung Quốc vẽ ra cái gọi là đường chính đoạn hay đường lưỡi bò bao quanh toàn bộ vùng biển trong các chuỗi đảo ở Biển Đông. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Philippines không cho Hoa Kỳ dùng căn cứ trên lãnh thổ để tấn công. Philippines vào tuần trước công bố 4 địa điểm cho phép quân đội của Hoa Kỳ tiếp cận theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao giữa hai quốc gia, bên cạnh 5 căn cứ mà Washington được sử dụng từ trước. Tuy nhiên, Tổng thống của Philippines đã tuyên bố là sẽ không cho phép Hoa Kỳ dùng các căn cứ quân sự mới được tiếp cận ở nước này để tiến hành hoạt động tấn công. Nếu không ai tấn công chúng tôi, họ không cần phải lo lắng vì chúng tôi sẽ không tấn công họ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã phát biểu vào ngày hôm qua như trên. Trước việc Trung Quốc cáo buộc là Hoa Kỳ gây nguy hiểm cho hòa bình ổn định khu vực bằng thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao, ông Marcos đã cho biết là không bất ngờ và trấn an Bắc Kinh rằng Manila chỉ đang tăng cường năng lực phòng vệ lãnh thổ. Chúng tôi sẽ không cho phép các căn cứ của mình được sử dụng trong mọi hành động tấn công, ông đã nói. 4 căn cứ Philippines mới cho phép binh sĩ của Hoa Kỳ tiếp cận gồm có căn cứ hải quân Camilo Oasis và sân bay Lolo ở tỉnh Cagayan, căn cứ Melchor de la Cruz ở tỉnh Isabela và một địa điểm ở tỉnh Palawan. Quân đội của Hoa Kỳ sẽ được phép luân chuyển lực lượng và lưu trữ vũ khí, vật tư tại 4 căn cứ này. Các nước vùng vịnh tạt gáo nước lạnh vào ông Netanyahu. Chính quyền các nước Trung Đông thẳng thừng lên án Israel gây xung đột với người Palestine, cũng như bày tỏ sự bất mãn với liên minh cực hữu của Thủ tướng Netanyahu. Các cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào nhà thờ Hồi giáo linh thiêng nhất Jerusalem, các cuộc tấn công chống lại chiến binh ở bờ Tây và những bình luận chống Palestine của viên chức Tel Aviv bị các nhà lãnh đạo Ả Rập lên án. Những diễn biến này đang dội gáo nước lạnh vào nỗ lực của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng Trung Đông. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự bất mãn của các nước Ả Rập đã hàng loạt chỉ trích công khai đối với Israel hoặc được đưa ra kể từ khi Thủ tướng Netanyahu nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Thêm vào đó, biến động chính trị trong nước về một cuộc đại tu tư pháp do Thủ tướng Netanyahu thúc đẩy đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ và kéo mọi sự chú ý rời khỏi những nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận với Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nam Hàn phủ nhận thông tin bị Hoa Kỳ gây áp lực hỗ trợ Ukraine. Nam Hàn cho biết là sẽ thảo luận với Hoa Kỳ về vụ rò rỉ tài liệu mật, trong đó có thông tin Washington gây áp lực buộc Seoul viện trợ Kyiv. Chúng tôi sẽ xem xét các tiền lệ và những trường hợp liên quan tới các quốc gia khác để đưa ra phản ứng phù hợp. Viên chức chính phủ của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã nói như trên vào ngày 10 tháng 4, thông báo về kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ sau vụ rò rỉ tài liệu mật. Theo Reuters, thì một trong những tài liệu mật mà họ xem được cho thấy Hoa Kỳ đã gây áp lực lên Nam Hàn, buộc nước này phải cung cấp vũ khí cho Ukraine bất chấp chính sách của Seoul. Một tài liệu khác không ghi ngày tháng cho thấy là Nam Hàn đã đồng ý bán đạn pháo để giúp cho Hoa Kỳ bổ sung kho đạn dược, nhưng nhấn mạnh là quân đội của Hoa Kỳ phải là bên sử dụng chúng cuối cùng. Tài liệu còn nói rằng là một số viên chức hàng đầu của Nam Hàn lo ngại Hoa Kỳ sẽ chuyển số đạn pháo sang Ukraine. Viên chức chính phủ của Tổng thống Nam Hàn vào ngày 9 tháng 4 nói thêm lập trường của nước này về vấn đề Ukraine không thay đổi, đề cập tới việc Seoul đã tuyên bố cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kyiv thay vì là vũ khí sát thương. Nam Hàn đã ký các thỏa thuận lớn cung cấp hàng trăm xe tăng, chiến đấu cơ cùng với nhiều vũ khí cho Ba Lan, tức là thành viên của NATO, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.
Tuy nhiên thì Tổng thống Nam Hàn khẳng định là luật pháp của nước này cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang xảy ra xung đột, khiến cho việc hỗ trợ Ukraine là điều không thể. Đảo quốc Philippines thiếu muối, phải nhập cảng hơn 90% nhu cầu tiêu dùng. Philippines có thể sẽ phải nhập cảng tới 96% nhu cầu muối vào năm 2030, trừ khi sản xuất trong nước tăng tốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, một nhóm các nhà sản xuất muối đưa ra khuyến cáo. Hiệp hội các mạng lưới ngành muối Philippines đã kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ trong việc thúc đẩy sản xuất muối tại địa phương. Chủ tịch Hiệp hội Gerard Calhoun cho biết Philippines đã nhập cảng 628.500 tấn, tương đương 92% nhu cầu muối của nước này trong năm 2019 và 2020 do sản xuất trong nước không thể đáp ứng nhu cầu. Hơn 70% muối nhập cảng của nước này đến từ Úc với các nguồn khác bao gồm Thái Lan và Trung Quốc. Mặc dù Philippines có 36.000 km đường bờ biển dài thứ 5 trên thế giới và đáng lẽ điều đó giúp quốc gia này trở thành một trong những nước sản xuất muối hàng đầu thế giới, nhưng Calhoun cho biết nước này vẫn đứng sau Việt Nam về sản xuất muối 60.000 tấn so với 1,18 triệu tấn của Việt Nam. Điều này có thể là do diện tích làm muối của Việt Nam lớn hơn, với các trang trại muối có diện tích 12.000 hecta so với diện tích của 2.100 hecta của các nhà sản xuất muối của Philippines. Lãnh đạo đa số Thượng viện Joel Milanuvia cho rằng điều này thật đáng xấu hổ với một quốc gia quần đảo và so sánh với tình hình những năm 1990 khi nước này chỉ nhập cảng 15% nhu cầu muối. Hiệp hội các mạng lưới ngành muối Philippines ước tính nhu cầu muối của nước này hiện là 983.000 tấn mỗi năm và sẽ còn tăng lên cùng với dân số tăng, kèm theo nhu cầu sử dụng đa dạng trong đời sống. Thoát chết sau cuộc vật lộn với cá sấu. Một người đàn ông ở Queensland đã bị con cá sấu dài 4.5 mét tấn công và thoát nạn nhờ liên tục chọc vào mắt của con vật. Nạn nhân khoảng 44 tuổi, không được nêu tên, gặp nạn vào ngày 8 tháng 4 khi đang lặn dưới nước và dùng súng phóng xiên để bắt cá gần khu cắm trại Orchard Point, hẻo lánh ở Cooktown của Queensland. Cơ quan cứu thương Queensland cho biết là con cá sấu dài 4.5 mét đã cố gắng nhấn chìm nạn nhân. Con vật cắn anh ấy 3 lần và lôi anh xuống đáy. Anh ấy nói đã chọc tay vào mắt của nó nhiều lần và trốn thoát, bơi vào bờ. Nhân viên của cơ quan này đã cho biết như trên. Hiện trường nằm ở khu vực khó tiếp cận nên các đội cứu nạn đã tìm cách đưa người đàn ông đến nơi an toàn trước khi trực thăng đến để đón đưa đi bệnh viện Cairns. Nạn nhân bị gãy xương nhiều nơi và bị thương nặng ở đầu, bụng và chân, nhưng hiện giờ thì tình trạng đã ổn định và tinh thần tốt. Cơ quan quản lý môi trường và khoa học Queensland sẽ điều tra vụ tấn công và làm rõ liệu con cá sấu còn trong khu vực hay không. Peter Scott, thị trưởng của Cookshire của nước Úc, cảnh báo là những người cắm trại nên thảo luận với kiểm lâm viên trước khi tiếp cận các điểm lặn bắn mà có cá nổi tiếng. Các kiểm lâm viên am hiểu tình hình ở đó, những người đến đây nên hỏi thông tin từ kiểm lâm trước khi cắm trại và bắt đầu bơi lặn. Lỡ chuyến bay, mất thêm 1.000 Mỹ Kim vì taxi ở Bali. Một cặp du khách tại Bali, Indonesia đã bị lỡ chuyến bay đi Singapore do phía dịch vụ đưa đón sân bay được đặt qua ứng dụng Klook không đến đúng giờ. Hai hành khách là Aiden và vợ của anh đã đặt xe đến đón vào trưa 31 tháng 3, di chuyển từ biệt thự Kangoo đến sân bay quốc tế Ngurah Rai, Asia One đưa tin. Nhưng khi hai vợ chồng anh check out khỏi điểm lưu trú và ngồi đợi ở sảnh vào buổi trưa, sau 10 phút vẫn không có chiếc xe nào xuất hiện. Aiden phải gọi cho tài xế và đưa máy để nhân viên lễ tân nói chuyện giúp bằng tiếng Bahasa của Indonesia. Sau khi gắn máy, nhân viên lễ tân thông báo tài xế phải 40 phút nữa mới tới nơi. Cuối cùng, hai vợ chồng đặt được một chuyến xe lúc 12 giờ 58 phút và hy vọng đến kịp trước khi quầy thủ tục ở sân bay đóng vào lúc 1 giờ 50 phút, nhưng rồi lại bị kẹt xe và không tới kịp để lên chuyến bay cất cánh lúc 2 giờ trưa. Aiden nói rằng nếu tài xế ban đầu không sai sót, họ đã đến sớm 30 phút. Chúng tôi đã phải đặt một chuyến bay khác và trả thêm 1.064 Mỹ Kim. Aiden đã gửi email cho ứng dụng Klook để yêu cầu giải quyết vụ việc, nhưng ứng dụng này lại tiến hành hủy chuyến và hoàn trả lại 13 Mỹ Kim ngay lập tức, đóng hồ sơ mà không phản hồi gì thêm. Sau khi tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, ứng dụng Klook đã xác định sự việc xảy ra do tài xế thiếu trung thực và việc đặt chỗ vô tình bị bỏ sót. Người phát ngôn đồng thời thông báo đã giải quyết vấn đề với khách hàng. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.